để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Trong quý tư này, các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các công trình dự án phải giải ngân tối thiểu trên 95% nguồn vốn đầu tư công. Trong 3 tháng còn lại, mỗi tháng phải giải ngân trên 16% nguồn vốn đầu tư công. Nếu địa phương, đơn vị chủ đầu tư nào không hoàn thành mục tiêu trên sẽ xem xét vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và xếp loại thi đua cuối năm không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tại hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023 diễn ra sáng nay. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công với số vốn là 12.000 tỷ đồng. Qua 9 tháng đã giải ngân được trên 6.000 tỷ đồng, đạt trên 50% so với kế hoạch. Đến nay, còn 17 dự án với dự kiến tổng mức đầu tư 4.560 tỷ đồng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên chưa đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn trung hạn. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp là thị xã Mỹ Hào mới giải ngân được 47 tỷ trên 225 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21%. Huyện Văn Giang giải ngân được trên 44 tỷ đồng trên gần 160 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 28%. Đối với 9 công trình dự án, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng mới giải ngân được gần 325 tỷ trên 1.056 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 30% kế hoạch vốn năm 2023. Đối với 10 công trình dự án do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đến cuối tháng 9 năm 2023 mới giải ngân được trên 1.000 tỷ đồng, trên gần 4.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 26%. Đại diện một số sở ngành địa phương báo cáo giải trình về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đạt chậm, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, hiện nay, việc giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh chậm do gặp khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án, tiến độ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, trình thẩm định, quyết định đầu tư dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, giá vật tư xây dựng vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung còn hạn chế. Các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các công trình dự án đã cam kết với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến cuối năm 2023 sẽ giải ngân tối thiểu trên 95% vốn đầu tư công. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án công trình đạt chậm là do công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương và chủ đầu tư về giải phóng mặt bằng chưa tốt. Một số địa phương, chủ đầu tư chưa thực hiện đúng cam kết đối với một số dự án công trình về công tác giải phóng mặt bằng, chậm điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và phê duyệt lại dự án như huyện Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ, Văn Lâm và Văn Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đang chậm so với kế hoạch vốn được giao. Để bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án cấp tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai, kết thúc dự án, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xử lý thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng, thực hiện quyết liệt các khâu cho công tác giải phóng mặt bằng dự án. Đối với những dự án đã triển khai trong thời gian dài mà không đảm bảo tiến độ thực hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chuyển vốn sang các dự án khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Ra soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả những khó khăn vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động rõ rệt. Đòi tất cả các đồng chí ở đây phải rất cố gắng trong tất cả các khâu, đặc biệt là những cái dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn phải giải ngân xong. Mà đây nó nổi cộm ở đây một số các chủ đầu tư ở đây thì chủ yếu ở đây tôi nói là liên quan đến Sở Giao thông Vận tải này, Ban Quản lý Dự án này, là chậm nhất. Mấy hai còn liên quan đến các huyện. Ở đây là chủ yếu các huyện ngoài những công trình của tỉnh nằm trên địa bàn huyện thì các đồng chí phải tập trung vào giải phóng bằng. Trước nói là cho các đồng chí rồi, các đồng chí phải mạnh dạn lên, nếu mà thỏa thuận mấy hai tuyên truyền vận động mãi không được thì đến bước cuối cùng người ta phải cưỡng chế. Mà đây là các công trình của tỉnh, các công trình giao thông là toàn những công trình quan trọng thôi. Thì đấy là công trình của tỉnh, chứ còn các công trình của huyện này tôi ngược của ngay các đồng chí đây. Các đồng chí còn rất là thấp. Còn đồng chí rất lưu ý nhé, cuối năm nay mà đơn vị nào mà giải ngân không hoàn thành nhiệm vụ ấy, chắc chắn là không được hoàn thành tốt nhiệm vụ đâu. Nhưng hoàn thành là tốt lắm rồi.
chứ đừng nói là xuất sắc. Các đồng chí rất lưu ý, đi họp xong là về phải triển khai ngay. Nên là quan điểm hôm nay là rất bạch nạc và rất thẳng thắn các đồng chí. Từ giờ đến 31 tháng 2 là phải xong. Nếu mà chí ra cũng được phải trên 69.5%. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương, chủ đầu tư tăng cường theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện kế hoạch chương trình dự án đầu tư công và việc chấp hành quy định pháp luật trước, trong, sau đầu tư, từ khâu chuẩn bị đến triển khai, kết thúc và đưa vào hoạt động dự án đầu tư công, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tham nhũng tiêu cực trong đầu tư công, đấu thầu, ra soát, xác minh, làm rõ, xem xét kiểm điểm trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong việc để xảy ra chậm trễ, ách tắc trong triển khai các dự án đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục hành chính.